Chào tất cả anh em, mình là Tạo Vô Độ. Hôm nay sau mình làm clip bán xe tổng hợp. Hôm nay sau mình ra ngoài tôi thay đổi không khí một chút anh em ạ. Xe thì về full shop anh em nhé. Chỗ đây loanh quanh khoảng 50 xe anh em ạ. Đó. Đầu tiên là Rebel 300. Con này sản xuất 2019, đồ chơi rất là nhiều nhé. Thùng này, tựa lưng này, bô van 2 lòng này, chống đổ này, kẹp điện thoại này, bảo vệ két nước này. Anh em nhìn đồ chơi rất là nhiều luôn. Đó, gương gù tay lắm này. Con này thì shop mình đang bán với cái giá là 95 triệu nhé. Tiếp theo nữa là JBL 500. Anh em nhìn thì hai con gần như là không khác gì nhau luôn. Khác mũi là con này hai máy, con kia một máy em nhé. Anh nhìn cái cổ bô biết này. Đó, cùng máy của con JBL 500 tất nhiên nó sẽ to hơn rất là nhiều rồi. Đó, con này thì shop mình đang bán 149 triệu em nhé. Tiếp theo nữa là CB 500X 2020. Con này thì shop mình đang bán là 165 triệu. Con này cũng độ rất nhiều đồ chơi luôn em nhé. Ở ngoài này tương đối là ồn nên là có lẽ là mình sẽ đi qua thôi. Còn anh em nào đã bổ kết em nào rồi tiến bóc mình sẽ gửi full ảnh cho em xem nhé. Tiếp theo là Harley 48. Con này là sản xuất 2020, Euro có 1.000 mai thôi. Không khác thì một chiếc xe mới em nhé. Lên bô độ này, ghi đông này, chống đổ này. Đó, như đồ chơi cũng cơ bản luôn rồi. Con này thì sau mình đang bán với giá là 438, đang sale 10 triệu là còn có 428 triệu nhé. Đó. Tiếp theo nữa là Z800 2018 Candy biển Hà Nội 2016, xin lỗi anh em. Con này thì shop mình đang bán với cái giá là 163 triệu. Tiếp theo là Z800 2017, đăng ký lần đầu 2017 thì con này shop mình đang bán với cái giá là 169 em nhé. Z800 2015 ABS độ cũng rất nhiều đồ chơi luôn, đồ chơi loanh quanh cũng hơi chục cổ anh em ạ. Con này thì shop mình đang bán với giá là 156. Z800 2015 bản không ABS, con này thì độ gần như là full carbon, carbon fiber luôn em nhé. Đồ chơi rất là nhiều, Michelin, lốp Michelin này, chống đổ này, trợ sáng này, các thứ thì con này shop mình đang bán giá là 138 triệu. Tiếp theo vẫn là Z800, con này thì 2017 biển Hải Phòng, con này cũng lên rất nhiều đồ chơi, đồ bì cầu này, rất là trị nhé. Con này thì shop mình đang bán với cái giá là 169 em nhé. Linza 400 cực kỳ nhiều luôn em ạ. Anh em thông cảm hơi ồn một chút nhé. Con này là 2019, độ bô rút xi phun cổ lúc sau Michelin. Con này thì sau mình đang bán 112 triệu này. Con này là 2020, đăng ký cuối ấy, 2019, bản 2020 em nhé. Kính gió này, chống đổ cho sáng này, chống đổ này, bô này, lốp này, đèn hậu tiệp xi nhan này, bắt biển số này. Con này thì sau mình đang bán với giá là 125 triệu. Con này 2020, lên bô lốp sau 180. Ốp đầu ZXMR, con này 125 triệu nhé. Đây con Ninja 400 giá tốt nhất đây, 2018 em nhé, 108 triệu. Con này 2019 cũng độ full đồ luôn, và giá con này rất hợp lý này. Lốp Michelin này, cặp lốp RAT5 này, tay côn tay thắng này, kính gió này, chống đổ trợ sáng, boa Camovic này. Con này sau mình đang bán giá với tất cả mình. Con này mình đang bán với cái giá là 115 triệu thôi anh em. Tiếp theo nữa là CB500F. Con này Euro 7000, xe lên đồ chơi cơ bản như bô này, chống đổ trợ sáng này. Đấy. Con này thì sau mình đang bán ra là 129 triệu. CBR650F. Con này lên bô Camovic gần 20 triệu cả full cổ em nhé. Thì con này sau mình đang bán với cái giá là 169 triệu. Con này thì mình vừa nhận cọc sáng nay rồi. Tiếp theo là CB650R. Con này thì sau mình đang bán giá là 215 triệu. Z900 2019. Con này thì cho mình đang bán với cái giá là 218 triệu. Anh em thông cảm nhé, nó hơi bẩn một tí. Nhưng mà anh em cứ inbox đi, mình sẽ gửi ảnh cho anh em thì đẹp lung linh luôn. Tại vì để ngoài sân đôi khi là nó hơi bị bẩn, bụi đi lại rất là nhiều. Đó. Và những cái con mà nó bụi bụi là tức là những cái con bày ngoài sân này này. Mình sẽ đi vào bên trong nhé. Mình nói rất nhanh thôi anh em thông cảm nhé. CBR 150R siêu lướt 2022, 65 triệu. SH350i. Tháng 11 hay tháng 12 2021 thì đó, Euro có 4.000 km thôi. Đó, 145 triệu nhé. CBR 250R 2019. Con này thì shop mình đang bán giá là 115 triệu. CBR 2020. Con này thì shop mình đang bán với giá là 125 triệu em nhé. CBR 250R 2010 xem này. Con này là 20 đăng ký cuối 2017 em nhé. Con này độ rất nhiều này, Hell Brembo này, Boa KZ1 này. Con này thì sau mình đang bán với cái giá 109 triệu. Con này 2018 106 triệu. G3 2020 độ cũng rất nhiều đồ chơi em nhé. Rất rất nhiều đồ chơi luôn. Màu đen nhám,
Đó, con này thì sau mình đang bán với giá 109 thôi. Tiếp theo nữa là G3 2021 em nhé. 2021 màu xanh xám thì con này 112 triệu. Con này cọc rồi này. Linza 300. Con này là siêu đẹp luôn anh em thông cảm. Đây, đây vẫn là nó vẫn phải bảo anh em thông cảm. Nó hơi bẩn một tí nhưng mà con này rất là đẹp anh em ạ. Con này thì sau mình đang bán giá 82 triệu. Xe gần như là mới con luôn. G15 V3 vừa về này. Con này độ full đồ chơi lên quanh khoảng 20 triệu tiền đồ chơi nhá. Con này trong mình đang bán giá là 53 triệu 500 thôi. Đó. Tiếp theo là GX 2018, con kia là 38 triệu em nhá. Z300 2017 độ cũng gần như là full đồ chơi luôn. 86 triệu, Z300 2016 75 triệu. MT03 màu titan, con này thì khách mua con này sau lại đổi sang Z3 nên là lại còn tại shop. Hôm trước mình giao làm clip giao xe rồi đấy. Nhưng mà em ra lại đổi sang Z3. Đó. Thì con này sau mình đang bán giá là 79 triệu em nhá. Con này cọc này. G15 V3 2018 19 gì đấy. Con này thì sau mình đang bán với cái giá là 52 triệu. Con này độ rất nhiều chơi nhưng mà đang giảm giá cho em còn có 49 triệu 500 thôi. G15 V3 2021. Con này vừa về chưa kịp rửa luôn. Đó, con này thì sau mình bán cho anh em cái giá cũng hợp lý thôi. 53 triệu. Con kia cọc rồi. Con kia là CBR 150R, con lý là 2022 Euro 2000 cũng 65 triệu em nhá. FZ150i, con kia thì sau mình bán với cái giá là 28 triệu đó. Nói rất là nhanh thôi, anh em nào mà máu bé nào thì cứ inbox cho mình nhá, mình sẽ gửi full ảnh em xem đó. Nhiều anh em bảo là ông này sau ông này ít xe mấy loại thế kia, thì nói thật với anh em là xe sau mình thì cũng không phải là ít mà cũng không phải là quá nhiều, nhưng mà anh em thông cảm là về phát là cũng đi luôn đó. Bình thường là sau mình sẽ giao dịch hàng trăm xe một tháng cơ đó. Ở trên fanpage của mình ấy, thì mình sẽ không đăng nhiều clip, không đăng nhiều ảnh giao xe, thì vì là trên fanpage thì mình sẽ ưu tiên là đăng video anh em nhé, ưu tiên là đăng video hơn là đăng ảnh. Có anh em muốn xem ảnh giao dịch của mình thì hãy vào Facebook là Tài Bộ Độ Mô Tô hoặc là Vương Tuấn Tài, mình có hai link Facebook đấy. Còn fanpage shop Tài Bộ Độ của mình thì đa số thì chỉ là đăng video mà thôi, mình sẽ ưu tiên đăng video nhiều hơn. Ok, cảm ơn tất cả anh em xem clip mình nhé.